từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương và dự kiến sau đợt 3 vào mùng 1 tháng 8 tới thì tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tạm dừng chương trình đón người dân trở về từ vùng dịch. Đồng thời khuyến cáo người dân cần cân nhắc việc trở lại trong giai đoạn này để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng. Hiện nay, địa phương đã tổ chức cách ly cho hơn 8.000 người. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về bổ sung các giải pháp hỗ trợ tiếp theo cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề xuất hỗ trợ theo trình tự thủ tục rút gọn, trình Thủ tướng trước ngày 10 tháng 8 để xem xét quyết định. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, gói hỗ trợ mới cần được xây dựng trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ các giải pháp hỗ trợ đã thực hiện nhằm điều chỉnh bổ sung sát thực tế, hiệu quả và kịp thời hơn. Các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai, bảo đảm thời hạn, chất lượng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phân bổ số tiền 3,18 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 quận huyện thị xã trên địa bàn của thành phố để mua các suất quà là nhu yếu phẩm, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ cho 3.180 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Với phương châm không để hộ nghèo nào bị thiếu đói do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố sẽ tiếp tục rà soát các hộ nghèo trên địa bàn Hà Nội và phối hợp với các tổ chức thành viên, nhóm từ thiện, nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vừa có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho một số đối tượng. Theo đó, ông đề nghị các tỉnh, thành phố bổ sung đối tượng lao động trong các ngành vận tải và logistics, đặc biệt là lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh, đội ngũ lao động tại các cảng biển, cửa khẩu là đối tượng ưu tiên tiêm vaccine như lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo lãnh đạo Bộ, việc ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng này sẽ đảm bảo lưu thông hàng hóa được thông suốt, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất. Thưa quý vị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, nơi công nhân, chuyên gia đến làm việc, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan, thống nhất, quyết định việc tổ chức hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Vì từ ngày 1 tháng 8 sẽ dừng việc đăng ký và cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR code cho xe chở công nhân, chuyên gia trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Việc tổ chức vận chuyển công nhân chuyên gia đi và đến các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố quyết định. Mới đây, Bưu điện Hà Nội có công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các bưu điện, trung tâm, bưu điện huyện, thị xã được liên hệ với các trường trung học phổ thông và các phòng giáo dục để hỗ trợ học sinh trong công tác chuyển trả hồ sơ gồm học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp tại nhà khi học sinh có nhu cầu. Bưu điện Hà Nội đề nghị được cho phép các trường nhắn tin thông báo đến phụ huynh học sinh qua sổ liên lạc điện tử về tiện ích chuyển trả hồ sơ tại nhà qua bưu điện thành phố. Trước đó, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được tổ chức thành hai đợt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định điều chỉnh lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng và xét tuyển đại học năm 2021. Cụ thể, thí sinh gửi hồ sơ và xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 22 tháng 8 với thí sinh thi đợt 1 và ngày 3 tháng 9 đối với thí sinh thi đợt 2. Các trường sẽ cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào cơ sở dữ liệu quốc gia trước ngày 10 tháng 8, công bố mức điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển trước 17 giờ ngày 28 tháng 8, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29 tháng 8 cho đến ngày 5 tháng 9, công bố kết quả xét tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16 tháng 9. Với mong muốn là tiếp sức cùng miền Nam chống dịch, một nghệ sĩ trẻ điêu khắc đã thực hiện dự án Em bé Việt Nam để nhằm gây quỹ mua máy thở và các trang thiết bị y tế chống dịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Khi dịch lan nhanh từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương cho đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, mọi người đều hiểu rằng những em bé phải đi cách ly không còn là thiểu số, mà có thể là bất kỳ một em nhỏ nào đó ngay trên đất nước mình. Chính điều này thôi thúc người nghệ sĩ này thực hiện dự án Em bé Việt Nam với mong muốn góp sức nhỏ gây quỹ để mua máy thở và thiết bị y tế chống dịch. Ban đầu thì là bọn mình có bắt gặp cái hình ảnh em bé Điện Biên đi cách ly ở trên báo. Thì sau đấy thì bọn mình tạo hình cái tượng đấy bằng đất và để làm chơi thôi. Sau đấy thì mọi người rất quan tâm, mọi người hỏi. Thì mình cũng ý định ban đầu mình cũng chỉ định bán cái tượng đấy để quyên góp ủng hộ một phần cho Bắc Giang. Thế cái thời điểm đấy là tháng 5 thì Bắc Giang Bắc Ninh đang bùng dịch. Thì sau đấy thì bọn mình nghĩ thêm những cái cách, các cái phương án để làm cho nó được nhân rộng hơn, để cho nó nhiều hơn.
Nhiệm vụ chính của em trong cái dự án lần này thì em làm chính về hậu cần và đóng gói rồi mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho dự án. Và bản thân em thì em thấy là khi mà mình tham gia được cái dự án này thì ít nhất là mình đã làm được một cái việc gì đấy có ích trong cái thời gian dịch, trong khi mà mọi người ở nhà và đa số là không làm được cái việc gì cụ thể cả. Thì mình ít nhất là mình đã có một cái việc có ích cho xã hội, cho cộng đồng thì em thấy rất là vui. Mỗi một cá nhân sau khi chuyển khoản 680.000 vào một trong hai quỹ Sống Foundation và quỹ Soha.vn và có chứng từ sẽ được gửi tặng bức tượng điêu khắc em bé Việt Nam này. Chỉ chưa đầy một ngày kêu gọi, hiện số người quyên góp đã vượt xa mong đợi của cả nhóm. Mình chỉ xin chúc mọi người sức khỏe và bình an, cái đấy là quan trọng nhất. Còn với bọn mình thì chúng mình cứ làm những cái việc nhỏ từ từ, chúng mình không có một cái kế hoạch nào đấy quá lớn cả. Thế là chỉ tìm cách để sản xuất và có thêm kinh phí để làm tiếp tục cái chương trình này. Một bức tượng nhỏ nhưng để lưu giữ lại những ngày tháng khó khăn. Mong ước của cả nhóm giờ đây là tiếp tục lan tỏa để gây quỹ nhiều hơn cho tuyến đầu chống dịch. Dự định sẽ là 2021 bức tượng, đánh dấu cho năm 2021 nhiều khó khăn. Song cũng là lúc mọi người xích lại gần nhau hơn và không thể nào quên một năm lịch sử đồng lòng vượt qua dịch bệnh. Theo bản tin COVID-19 sáng nay của Bộ Y tế cho biết có 4.060 ca mắc mới, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 2.503 ca, Bình Dương có 868 ca. Và đến nay, Việt Nam ghi nhận 141.122 ca. Hiện cả nước đã tiêm chủng gần 6 triệu liều vaccine COVID-19. Thưa quý vị, Trung Quốc hiện đối mặt với nhiều thách thức do ổ dịch mới bùng phát tại thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền đông của nước này hôm 20 tháng 7. Theo đó, chuyến bay mang số hiệu CA-910 từ Nga ngày 10 tháng 7 đã được xác định là nguồn gốc lây nhiễm. Hiện ổ dịch này đã lây lan sang 15 tỉnh và 26 thành phố, trong đó có cả thủ đô Bắc Kinh với hàng trăm ca mắc. Và điều đáng chú ý là các ca bệnh đều nhiễm biến thể Delta và đợt bùng phát dịch mới đã buộc hàng trăm nghìn người ở nhiều thành phố phải sống trong cảnh bị phong tỏa. Mời quý vị cùng theo dõi phần phản ánh nhanh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại địa bàn. Giới chuyên gia y tế Trung Quốc nhận định đợt bùng phát dịch lần này vẫn đang trong giai đoạn đầu. Họ cho rằng nó có quy mô lớn hơn làn sóng dịch hồi đầu tháng 5, chủ yếu ảnh hưởng ở tỉnh Quảng Đông, nơi đầu tiên ở Trung Quốc ghi nhận ca mắc biến thể Delta ngoài cộng đồng. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo cần phải thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn nếu muốn sớm khống chế dịch bệnh. Mạnh Cường, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà Trắng hôm qua thông báo là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ có chuyến công du Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Singapore, nhằm tăng cường quan hệ với đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thông báo nêu rõ chuyến công du sắp tới của bà Harris nhằm thúc đẩy ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden là xây dựng lại các mối quan hệ đối tác toàn cầu và duy trì an ninh quốc gia. Dự kiến Phó Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với giới chức các nước sở tại về tình hình an ninh khu vực, cách thức ứng phó với đại dịch COVID-19 và vấn đề biến đổi khí hậu. Nhà Trắng khẳng định nỗ lực chung của các nước là thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Và bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Khánh Ly với những thông tin tài chính quốc tế diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay. Mời chị Khánh Ly. Vâng, cảm ơn chị Thu Hương. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch cuối cùng trong tuần thì thị trường chứng khoán Mỹ đã quay đầu giảm điểm một ngày sau khi lập kỷ lục cao do báo cáo doanh thu thấp hơn dự kiến của Amazon đã khiến cho giới đầu tư lo ngại. Trong khi đồng đô la Mỹ dù đã tăng trở lại song vẫn là tuần tồi tệ nhất trong gần 2 tháng qua. Và chốt phiên giao dịch 30 tháng 7, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm xuống 0,42% xuống còn là 34.935,47 điểm. Và chỉ số S&P 500 cũng giảm xuống 0,54% xuống còn 4.395,26 điểm. Trong khi đó thì chỉ số công nghệ Nasdaq chốt phiên giảm 0,71% còn 14.672,48 điểm. Sắc đỏ cũng tràn ngập các sàn giao dịch lớn ở châu Âu khi mà những chỉ số chứng khoán chính như là DAX của Đức, FTSE 100 của Anh và CAC 40 của Pháp đồng loạt giảm điểm, dao động ở ngưỡng từ 0,32 cho tới 0,65%. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tiếp tục đà tăng giá do các nhà đầu tư đặt cược các chương trình tiêm chủng vaccine sẽ giúp giảm nhẹ tác động của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới và duy trì cầu tăng nhanh hơn cung. Và cụ thể, trên sàn New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 tăng 0,45% lên mức 73,95 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, tại sàn London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9 tăng 0,37% lên 76,33 đô la Mỹ một thùng. Trên thị trường kim loại đá quý, chứng kiến giá vàng đã giảm bất chấp kỳ vọng do tâm lý chốt lời của giới đầu tư. Tại sàn New York, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 đã giảm 18,6 đô la Mỹ xuống còn 1.817,2 đô la Mỹ một ounce.
Trong khi đó, thì giá vàng giao ngay cũng giảm 0,8% xuống còn mức 1.813,26 đô la Mỹ một ounce. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp sáng ngày 31 tháng 7 của truyền hình Thông tấn. Để theo dõi lại bản tin, quý vị có thể truy cập website vnews.gov.vn hoặc trang tin chính thức của truyền hình Thông tấn trên Facebook mang tên vnews-truyền hình Thông tấn. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn những ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui và hãy luôn nhớ thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.